Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Nữ Nhi là kẻ thù đời trước của tác giả Mộ Tử. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 4, lão già. Hứa Quân giao liền hiểu rõ hóa ra mụ già kia trộm cắp thành tính. Có thể chiều được cái nét trộm cắp của mụ ta, đủ để thấy mẹ chồng nàng dâu trong phủ này đều là bánh bao mềm mặc người ta dài xéo. Nhưng cũng thật kỳ quái, với tính cách như thế của vương thị mà có thể đẻ ra một người nham hiểm xảo trá như lão già chết tiệt kia, thật sự là quá mức kỳ lạ. Giờ phút này, tiền thị nhìn về phía dũng ca nhi đang ló liêm khắp nơi trong phòng với ánh mắt hài lòng, sau đó bà ta mới nhìn vương thị nói, ta vốn không dám vọng tưởng ngươi có thể đối xử với bách niên như cốt nhục ruột thịt, chỉ là không ngờ lòng ngươi lại thiên vị như vậy, vì nhi từ ruột thịt mà mang toàn bộ vốn liếng ra để mua tiền đồ cho hắn. Còn đứa con mà chính thất để lại thì từ đầu đến cuối chẳng thèm ngó ngàng tới như thế thì cũng thôi đi, bây giờ bách niên có cơ hội đi lên, mẫu tử hai người chẳng những không giúp đỡ thì thu không nói, đây lại còn cản trở hắn khắp nơi. Vương thị lau nước mắt nói. Tỷ tỷ nói như vậy, ta có chết cũng không hết tội. Từ khi ta vào cửa nhà họ đường, bách niên và trương niên đều là nhi tử của ta, ta không dám nói ta đối xử với chúng vạn phần chu toàn nhưng cũng không dám có nửa phần sơ suất. Nếu ta thật sự mang tiền trong nhà giúp đỡ riêng cho Tùng Niên, thì cứ để năm đạo thiên lôi đánh ta chết không được toàn thây, sau khi chết vào địa ngục bị liệt tổ liệt tông đường ra hát hủi. Còn chuyện tỷ tỷ nói bách niên cầu quan, thật sự ta hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cũng là nhi tử của ta, làm mẫu thân sao có thể không vui khi nhìn thấy nhi tử có tiền đồ tốt đẹp. Tỷ tỷ yên tâm, nếu quả thật có thể giúp bách niên có được tiền đồ sán lạn, dẫu có tán ra bại sản ta cũng sẽ ủng hộ hắn. Có được lời khẳng định chắc nịch của Vương Thị, bây giờ tiền thị mới hài lòng. Đến tối khi đường Tùng Niên trở về, Nguyễn Thị liền kể lại cho hắn chuyện ban ngày tiền thị đến nhà. Nghe nói lão phu nhân kia lại đến nhà, đường Tùng Niên nhíu mày, mặt mày khó chịu, chỉ khi hắn nghe thấy một màn. Giữ của... Của nữ nhi nhà mình, khóe miệng mới vỉnh lên, nhịn không được khen con một câu. Bảo nha làm tốt lắm. Nguyễn Thị không hài lòng nhìn hắn. Chàng còn khen con à, chàng không trông thấy sắc mặt của cứu mẫu lúc đấy đâu. Lần này chỉ sợ chúng ta thật sự đắc tội với người ta rồi đó. Đường Tùng Niên không cho là đúng, hắn véo lên khuôn mặt đang run lẩy bẩy khi cố đứng lên của hứa quân giao và thành công thu hút sự chú ý của tiểu nha đầu. Khi tiểu nha đầu bất mãn kêu a à a à để tố cáo, hắn mới vui vẻ nói. Nha đầu giữ của này, nếu con đã thích mấy món đồ nữ trang như thế, hôm nào phụ thân sẽ tìm về nhiều nhiều cho con. Hứa quân giao tặng hắn một ánh mắt khinh bỉ. Có món đồ tốt nào mà bản cung chưa thấy, có món đồ tốt nào mà bản cung chưa từng có. Còn cần lão già thối nhà ông phải tìm sao? Sau khi cứu mẫu rời đi, nương sai hạ ma ma mở cửa nhà kho, nàng ở trong đó kiểm kê gần một tiếng, lúc nãy mới dùng xong bữa tối. Nguyễn Thị nói đôi tay đang giang ra ôm nữ nhi của đường tùng niên chợt khựng lại hắn nhách khóe miệng lên đầy châm biếm mục đích đến đây hôm nay của tiền thị và cả phản ứng của mẫu thân sau khi gặp bà ta đều nằm trong dự tính của hắn cho dù tất cả mọi thứ đều nằm trong dự đoán của hắn nhưng khi thấy sự việc thật sự xảy ra thì cơn thịnh nộ trong lòng hắn vẫn cứ bùng lên hứa quân giao không bỏ qua ánh mắt của hắn nàng đảo con ngươi nhìn hắn đầy hứng thú xem ra giữa mẹ con vương đường còn giấu chuyện gì đó không mấy vui vẻ đường tùng niên thấy đôi mắt to tròn sáng ngời của nữ nhi khuôn mặt tròn trịa trắng nõn đang ngừng lên nhìn mình đầy thích thú hai cái lúm đồng tiền hiện ra nhàn nhạt, nhạt cảm giác khó chịu trong lòng hắn bỗng tan biến sạch sẽ sau đó hắn ôm lấy tiểu nha đầu dụ dỗ bảo nha gọi một tiếng phụ thân đi con hứa quân giao quay mặt đi chỗ khác gọi phụ thân lão già thối ngươi nằm mơ đi nguyễn thị lắc đầu nói con bé có thể nói được mấy từ đơn giản rồi nhưng vẫn không chịu mở miệng gọi người hứa quân giao giả vờ như không nghe thấy gì nguyễn thị và thúy văn lúc nào cũng thích dậy nàng gọi cha gọi nương nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy không được tự nhiên nên sống chết không chịu gọi ngược lại tên của những đồ vật bình thường như bàn ghế hoa thì nàng có thể nói một cách lưu loát và nhanh chóng. Ta còn nhớ câu đầu tiên mà Châu Nhi nói là tiếng, nương. Đường Tùng Niên đăm chiêu nhìn Nhi Tử đang ngồi nghịch con hổ vải trên giường. Nguyễn Thị Tuận Miệp nói một câu. Quả thật như vậy. Sau đó vén rèm ra ngoài. Đường Tùng Niên đặt nữ Nhi lên giường. Trong phòng lúc này chỉ còn lại ba cha con, vì thế hắn nở nụ cười, tiếp tục công cuộc dụ dỗ bảo nha ngoan, gọi một tiếng phụ thân đi mà. Hứa quân giao dịch cái mông nhỏ, nghiêng người ngồi với hắn, châu cá ngước nhìn phụ thân, sau đó lại cúi đầu tiếp tục nghịch con hổ bằng vải. Nhìn thấy tiểu nha đầu không thèm đếm xỉa đến mình, nhưng đường tùng niên vẫn không hết hy vọng. Bảo nha ngoan, gọi một tiếng phụ thân đi, gọi sau ngày mai phụ thân đưa con đi chơi. Đi chơi. Hứa quân giao hơi động tâm, mỗi ngày cứ ở mãi trong phủ quả thật có chút buồn bực, có thể ra ngoài đi lại thật tốt biết bao. Chẳng qua, gọi phụ thân á, không được. Nàng lại dịch cái mông nhỏ, lần này cả người nàng đều quay lưng về phía hắn. Đường tùng niên nhớ mày, hắn bất thình lình duỗi tay cù nách tiểu nha đầu, nói. Con có gọi hay không, gọi hay không hả? Hứa quân dao vừa thẹn vừa bực, nàng vừa tránh né móng vuốt, vừa cười khanh khách do bị cù lão già thối tha dừng tay mau dừng tay lại cho bản cung châu ca nghe thấy tiếng cười của muội muội không thèm nghịch con hổ vải nữa nâng má nhìn phụ thân đang tròng ghẹo muội muội được một lát tiểu đại nhân bất giác thở dài ây muội muội thật quá đáng thương đường tùng niên sợ tiểu nha đầu cười nhiều quá tắc thở cho nên chỉ dám cù vài phát rồi dừng tay ngay hắn nhìn gương mặt đỏ bừng lên vì cười của nữ nhi, đôi mắt đen lấy tựa như đá hắc rượu được ngâm trong nước, đen nhánh sáng ngời, hắn nhìn mà nhoẻn miệng cười dịu dàng từ lúc nào không hay. Một khắc sau, hắn nghe thấy trong mồm tiểu nha đầu thốt ra hai từ. Lão già. Sau một thoáng đứng hình, ngay sau đó, hắn nghe thấy tiếng hò reo của nhi tử vang vọng khắp nơi. Nương, muội muội gọi lão già, muội muội gọi lão già rồi. Vốn dĩ hứa quân giao muốn mắng hắn là. Lão già thối. Cơ, nhưng ba từ này đối với nàng bây giờ mà nói còn có chút khó khăn, kìm nén nửa ngày, cuối cùng nàng đành gọi. Lão già. Đường tùng niên đứng ngẩn ra không biết nên phản ứng thế nào, nàng tức giận lại gọi tiếp, lão già. Một tiếng này, âm thanh tròn trịa, trong trẻo vang rồi. Nguyễn Thị vội vàng vào phòng thì nghe thấy nữ nhi gọi rõ ràng hai từ này, nàng nhất thời yên lặng. "A Như, phu nhân, ta rất già sao?" Đường Tùng niên tuổi thân nhìn nàng. Hắn còn chưa đến cái tuổi ấy mà, sao đã trở thành lão già rồi? Nguyễn Thị không nhịn được cười, nghe thấy nữ nhi gọi một tiếng. "Lão già." Đầy trong trẻo, lại nhìn thấy phu quân nhà mình mặt đang xị ra, nàng không khỏi bật cười. Phu nhân à. Khuôn mặt tuấn tú của đường tùng niên đen lại, gương mặt ai oán gọi. Nguyễn Thị biết mình không nên cười, nhưng nụ cười trên mặt nàng không sao kìm nén lại được, nàng chỉ đành lấy khăn che miệng cười ha không ngừng. Bàn đêm, ánh trăng lần vào cửa sổ trong phòng và lén lút chiếu lên người đứa bé đang nằm trên chiếc giường nhỏ nhắn. Hứa quân dao đang nửa tỉnh nửa mê, bên giường đột nhiên xuất hiện một người, sau đó nàng ngửi thấy mùi hương quen thuộc bay vào chóp mũi xoa dịu cơ thể vốn đang căng thẳng của nàng phu nhân bánh bao của lão già thối nguyễn thị phát hiện nữ nhi dường như có dấu hiệu tỉnh lại nên nhẹ nhàng vỗ về qua lớp chăn mỏng trong miệng dịu dàng ngâm nga khúc du đưa con vào giấc ngủ hứa quân giao nghe thấy giọng hát nhỏ nhẹ ấm áp cùng những cái vỗ về chứa đựng yêu thương nồng nàn của Nguyễn Thị thì cảm thấy cơ thể lâm lâm như người mất hồn. Đây là cảm giác khi có mẫu thân sao? Trong lúc thất thần, nàng cảm thấy mũi mình chút chua xót. Mẫu thân ruột thịt của nàng cũng sẽ dịu dàng từ ái như vị bánh bao phu nhân này nhỉ. Nàng ấy cũng sẽ dỗ dành nàng ngủ như vậy sao? Ký ức trước 5 năm tuổi của nàng đã mờ nhạt từ lâu nàng chỉ biết là hoàn cảnh của gia đình cực kỳ tồi tệ, nếu không nàng cũng sẽ không bị quán qua tay nhiều người như vậy. Chợt, một cái hôn ấm áp in lên chán nàng, nàng đang mẩn ngơ thì lại cảm nhận được Nguyễn Thị đang dém chăn cho mình. Có vẻ Nguyễn Thị cảm nhận được con mình đã ngủ say, một lát sau, tiếng cửa nhẹ nhàng mở ra rồi lại nhẹ nhàng khép vào, hứa quân dao nhấp đôi môi, lầm bầm vài câu rồi xoay người một cái, nhanh chóng tiến vào giấc ngủ. Nguyễn Thị quay về chính phòng, nhìn thấy phu quân đang ngồi trước gương đồng ngắm trai ngắm phải. Lát sau, cuối cùng hắn cũng cầm lấy dao cạo, cạo sạch sẽ bộ râu ngắn mà hắn đã nuôi được một thời gian. Trước đờ, chẳng phải chàng nói giữ lại bộ râu thì làm quan sẽ thêm phần oai phong hay sao? Đang yên đang lành sao cạo sạch vậy, Nguyễn Thị khó hiểu. Đường Tùng Niên không trả lời, cầm lấy khăn đá dấp nước lau sạch khuôn mặt lại cầm lấy gương đồng soi trái soi phải một hồi rồi mới vừa lòng gật đầu nguyễn thị pải mất một lúc suy nghĩ mới hiểu ra che miệng cười khé mặt đường tùng niên hơi phiếm hồng bàn tay toan cầm lấy gương cao chợt chuyển hướng khép miệng giả vờ ho một tiếng hỏi bảo nha đã ngủ chưa đã ngủ rồi ban ngày con bé học đi mệt như vậy giờ chưa ngủ mới lạ Đường Tùng Niên cũng đã nghe Bích Văn nói qua chuyện nữ nhi học đi, khuôn mặt đầy vẻ kiêu hãnh. Nha đầu này xương cốt dẻo dai không sợ khổ sợ mệt, rất giống ta. Nguyễn Thị nhịn cười nói. Đúng đúng đúng, giống chàng, giống chàng. Dừng một chút, nàng lại cười trêu. Cái tính cáu kỉnh, cái nết ngang ngược cũng giống chàng nhất. Đường Tùng Niên khẽ mím môi mỏng, trong mắt đầy vẻ đắc ý sáng sớm hôm sau hứa quân giao còn đang mơ mơ màng màng thì đã bị bích văn ôm vào phòng khách đập vào mắt nàng là một nam từ trẻ tuổi tuấn tú với làn da trắng trẻo mày kiếm anh tuấn đang nhoẻn miệng cười đường hoài châu nàng như thể bị kích động lắm cả người lập tức tiến vào trạng thái cảnh giác nhưng ngay sau đó liền bừng tỉnh. sai rồi sai rồi bây giờ đường hoài châu vẫn chỉ là một thằng nhóc nằm bỏ ra đất chọc tổ kiến thôi chẳng lẽ đây là lão già thối đường tùng niên đó à? Đường tùng niên thấy nữ nhi đang mở to đôi mắt đen lấy nhìn mình đầy kỳ quái thì trong lòng hắn cảm thấy vô cùng đắc ý. Hắn phết tay lên chóp mũi của nữ nhi một cái, cười sảng khoái và bước nhanh ra khỏi cửa. Hứa quân dao sờ sờ chóp mũi, trong lòng oán thầm, lão già chết tiệt này không biết ăn nhầm thuốc gì, đang yên đang lành đổi sang phong cách thư sinh mặt trắng là sao? đại nhân sáng sớm nay lão phu nhân đã sai người về nhà cũ mời đại lão ra tới sai vặt mặc nhiên xài bước thật lớn mới bắt kịp bước chân của đường tùng niên thấp giọng bẩm báo đường tùng niên ngừng bước trầm giọng nói ta biết rồi cứ dựa theo những gì trước đó ta phân phó mà làm mặc nhiên nhận lệnh không nói nữa mà tự giác đi làm việc trước tiên đường tùng niên đi đến huyện thừa xem xét lại sổ sách chờ người đến thương nghị việc công, lại cùng mấy phú thương trong thành gặp mặt, đợi sau khi mọi người lui xuống hắn mới quay về thư phòng xử lý công văn lúc nãy vừa đưa đến. Ước chừng một tiếng sau, lại có nô bộc tới bẩm báo, nói đại lão gia tới rồi. Viện phía đông nơi ở của Vương Thị, đường Bách Tùng gắng gượng ép xuống sự kích động trong lòng, gương mặt bình tĩnh hỏi kế mẫu, người tìm con à? Vương Thị gật nhẹ đầu, có chút không được tự nhiên đặt chiếc hộp gỗ màu đen đang ôm chặt trong lòng lên đầu gối, nói. Chuyện của con ta đã nghe nói rồi, nếu ngô đại nhân đã tán thưởng con như vậy thì chúng ta cũng không nên bỏ qua cơ hội lần này. Đây là phụ thân con lúc còn sống tích cóp được, ta vừa lấy ra. Nương lấy ra cái gì vậy, chi bằng để con và nhị ca cùng xem. Giọng nói của đường tùng niên đột nhiên truyền vào trong phòng, đánh gãy lời nói của vương thị, mí mắt bà ta lập tức run lên, ngước nhìn hai huynh đệ đường tùng niên cùng đường trương niên một trước một sau bước vào. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương năm tức chết bản cung rồi. Mẫu thân, đại ca. Đường trương niên kính cần hành lễ với vương thị và đường tùng niên. Vương thị còn chưa nói gì, nhưng sắc mặt đường bách niên đã không mấy dễ chịu. Sao ngươi lại đến đây? Là đệ mời nhị ca tới. Nương, Người vừa mới nói lấy ra cái gì ra vậy? Đường Tùng Niên cố ý hỏi. Vương Thị trột dạ nhìn đi chỗ khác, căn phòng rơi vào im lặng hồi lâu, mãi cho đến khi vô tình nhìn thấy sắc mặt đã đen đến nỗi có thể vắt ra mực của đường Bách Niên, bà mới hít vào một hơi, cuối cùng đành phải lắp ba lắp bắp trả lời. Con, đại ca của con có được con đường tốt, chẳng qua là kẹt chút tiền, nên ta muốn, dù sao thì tiền trong nhà cũng chỉ để đấy, chỉ bằng trước tiên cứ lấy tiền ra giúp đại ca con ổn định sự nghiệp, rồi chuyện khác nói sau. Hóa ra là như vậy. Đường Tùng Niên gật đầu, còn đường Trương Niên thì nhanh chóng liếc vương thị một cái, sau đó mắt nhìn mũi mũi nhìn tim ngồi xuống một bên. Trước khi Lâm Trung phụ thân đã chia sáu thành tài sản trong nhà làm ba phần, huynh đệ chúng con mỗi người một phần. Theo mệnh của phụ thân thì bốn thành tài sản còn lại do nương bảo quản, đợi sau khi nương 100 tuổi rồi lại phân đều cho chúng con mỗi người một phần. Bây giờ nếu đại ca muốn dùng số bạc của con và nhi ca, thì bắt buộc phải viết giấy nợ, để sau này đỡ phải dây dưa không gió. Đường Tùng Niên bình tĩnh nói. Đường Bách Niên vỗ ghế, hư, một tiếng rồi đứng lên nói. Đường Tùng Niên, ngươi đừng có mà bắt nạt người quá đáng. Bắt nạt người quá đáng. Ta nghe không hiểu câu này của đại ca, mượn tiền ghi nợ không phải là chuyện bình thường ở huyện sao? Tùng Niên, sao lại nói chuyện với đại ca như vậy chứ? Đều là anh em một nhà, sao lại phân chia ta ngươi làm chi? Đại ca con đang cần tiền gấp, chúng ta cứ cho hắn trước đã. Đợi sau này huynh đệ hai con có việc cần dùng đến tiền thì đại ca sẽ trả lại cho các con. Vương Thị nhìn Nhi Tử bằng ánh mắt không tán thành. Đường Tùng Niên ý vị thâm trường nói là huynh đệ ruột thịt thì càng nên tính toán rõ ràng, còn tưởng rằng đại ca mới là người hiểu sâu sắc ý này. Gân xanh trên chán đường bá cb niên nổi lên, lòng vừa mới bình tĩnh lái bùng lên lừa giận, nhìn về phía đường trương niên vẫn luôn trầm mặc không lên tiếng, nhị đệ, ý của đệ thế nào? Đường Trương Niên cân nhắc một chút mới chậm rãi nói. Ta tất nhiên là tin tưởng đại ca, chỉ là những gì tam đệ nói đều có đạo lý của đệ ấy dù sao đi nữa ta vẫn tin đại ca là một quân tử đoan chính nói được làm được, chi bằng. Chi bằng cái gì, hắn mặc dù chưa nói ra miệng, nhưng những người có mặt ở đây đều nghe hiểu cả. Đường bách niên lườm vương thị bằng ánh mắt hung ác, tức quá hóa cười. Được, được, được. Hóa ra đều ở đây đợi ta. Vương thị há mồm còn muốn nói gì đó, nhưng đường tùng niên đã phất tay ra hiệu cho mặc nhiên nhanh chóng bê đủ giấy bút mực nhiên vào phòng bày từng cái một lên bàn sau đó hắn kính cẩn dâng bút lông tới trước mặt đường bách niên đại lão gia mời dùng đường bách niên rất muốn phất áo bỏ đi rồi lớn tiếng nói ta không thèm mấy đồng tiền của ngươi nhưng vừa nghĩ đến còn thiếu một khoản ngân lượng lớn như vậy đành phải nhịn xuống ở lại hắn chừng mắt nhìn mặc nhiên đầy căm hận đang muốn đặt bút viết thì lại nghe thấy đường Tùng Niên nói. Đại ca khoan hãy nóng vội, huynh muốn mượn bao nhiêu còn chưa bàn bạc xong đâu. Dù sao cũng không thể để huynh mượn hết được. Đường Trương Niên âm thầm thở ra, cơ thể vẫn luôn căng thẳng cũng thả lỏng hơn mấy phần. Đúng lắm, chẳng lẽ cứ thế mà cho mượn hết à? Trên đời này cũng không có cái lý ấy nha. Huống hồ, dựa vào tính tình của vị đại ca tốt này, cho hắn mượn còn có thể lấy lại hay không vẫn là một câu hỏi lớn. Ngươi còn muốn đợi đến bao giờ? Lúc này đường Bách Niên đã nhận ra hôm nay sẽ không thể thành công một cách dễ dàng như thế. Xong, vì thế người, ngô chi phủ bên kia không thể đợi lâu được nữa, vì thế hắn chỉ tạm đè xuống tức giận hỏi. Đường Tùng Niên cầm lấy bản tính mặc nhiên đưa cho, gạt. Lạch gạch, lên xuống, vừa gạt vừa nói bốn thành tài sản mà năm đó phụ thân giao cho mẫu thân trải qua vài năm tích lũy tổng giá trị đã tăng lên gấp đôi. Dựa theo ý của phụ thân mà chia, huynh là dòng chính trường tử thì được hưởng năm thành lớn, nhị ca được hai thành, ta ba thành, hiện nay ta bằng lòng cùng nhị ca chia đều. Miệng hắn lầm nhầm mấy con số, tay vẫn nhanh nhẹn gạt bàn tính, mặc nghiên đứng một bên nhanh chóng cầm bút ghi lại mỗi con số, chủ tớ hai người phối hợp hết sức ăn ý đường trương niên há hốc miệng, gương mặt đầy khiếp sợ nhìn đường tùng niên. Tổng hợp lại sau khi tính toán, đại ca có tất cả 4 ngàn lượng, ta và nhị ca mỗi người 2 ngàn lượng, trừ những tài sản cố định ra số bạc trắng mà đại ca có thể sử dụng là 1.600 lượng, ta và nhị ca mỗi người 800 lương. Nếu đại ca có bất kỳ nghi ngờ gì với những con số này, thì xin mời huynh tự tính lại một lần. Đường Tùng Niên ra hiệu cho Mặc Nhiên đưa tờ giấy ghi chép số liệu cho đường Bách Tùng. Đường Bách Tùng mặt âm trầm, nhưng không hề cầm lấy. Mặc Nhiên lại đưa giấy cho đường Trương Niên, đường Trương Niên chỉ nhìn lướt qua một cái đã nói. Ta không có ý kiến gì cả. Trước đó, khi thiên hạ đại loạn, mặc dù phụ thân lúc còn sống là người có năng lực kinh thương, nhưng lại hay mang tiền đi khắp nơi làm từ thiện nên tiền trong nhà thực ra cũng không có nhiều. Trước khi ông qua đời lấy đã chia sáu thành tài sản cho ba huynh đệ bọn họ, hai thành mà hắn được hưởng cũng chỉ cơ ơ 60 lượng thôi. Đại tề lập quốc, bình ổn được chiến loạn, ngoài bốn thành tài sản chưa được chia, mặc dù lợi nhuận nhiều hơn trước nhưng hắn cho rằng bản thân được hưởng nhiều nhất cũng chỉ là 600 lượng không ngờ rằng sau khi thêm thêm bớt bớt một hồi tổng số tiền mà hắn có thể nhận được lên tới hơn 2 hai lượng, đây thật sự giống như chiếc bánh nướng từ trên trời rơi xuống. Đường Tùng Niên gật đầu, tiếp tục nói. Nếu như hai vị huynh trưởng đã không có ý kiến, vậy thì cứ dựa theo kết quả này đi. 800 lượng của ta không thể cho huynh mượn hết được, ta bằng lòng cho huynh mượn 3 phần, cũng tức là cho đại ca mượn 242 lượng. Đều là huynh đệ với nhau, tiền lãi ta kia thì ta không lấy nữa không biết nhị ca định thế nào ta giống tam đệ đường trương niên nhanh chóng khôi phục lại bình thường vội vàng trả lời giờ này khắc này hắn cuối cùng cũng hiểu mưu tính của tam đệ khi mời mình đến đây hóa ra hắn muốn nhân cơ hội này phân chia minh bạch gia sản mặc dù trên danh nghĩa bọn họ vẫn là một gia đình nhưng ít ra có thể tính toán gia sản một cách rõ ràng không thể để cho bất kỳ ai chiếm được miếng hơi. Hắn nhìn đường tùng niên đầy cảm kích, cũng hiểu rõ tam đệ đang cố ý giúp đỡ mình. Phòng lớn ăn nhiều, nói hay nhưng làm thì chẳng ra gì, lại không có sở trường về kinh doanh. Tam phòng là quan viên, hơn nữa hắn còn có bản lĩnh làm ra tiền, cũng không đến mức bị người khác dễ dàng dày vò. Sau một phen đấu đá gay gắt người chết ta sống, đường bách tùng đen mặt đẩy phăng hai tờ giấy nợ, cầm trong tay một tờ ngân phiếu có giá trị 2082 lượng bạc hung hăng rời khỏi. Đôi môi vương thị mấp máy, mấy lần bà ta muốn mở mồm nói chuyện đều bị đường tùng niên chặn hỏng. Sau đó, đợi sau khi đường trương niên cảm động đến rơi nước mắt thỏa mãn rời đi, vương thị mới tức giận mà cất tiếng trách nhi từ. Con làm cái gì vậy hả? Làm gì có đệ đệ nào làm như con? Việc liên quan đến tiền đồ của đại ca con, mà con, con lại làm như thế. Không nói đến lần này đại ca có thành công hay không, nhưng hôm nay nương dốc túi ra giúp ở đại ca mưu cầu tiền đồ, thế còn nhị ca thì sao? Nhị ca cũng là nhi tử của phụ thân mà. Sản nghiệp mà phụ thân để lại huynh ấy cũng có một phần. Người có từng hỏi huynh ấy có nguyện ý bỏ ra một phần tài sản để giúp đại ca hay không chưa? Giả sử ngày mai nhị ca cũng có việc gấp cần dùng đến tiền, nương lấy tiền ở đâu ra cho huynh ấy đây? nương và con không nợ đường bách tùng nhị ca lại càng không nợ đại ca đường tùng niên bình tĩnh chậm rãi nói huống hồ hắn cười đầy châm biếm dù nương nhân từ với huynh ấy mọi chuyện đều vì huynh ấy mà thu xếp chu toàn thậm chí thậm chí có thể dùng tính mạng của con đẻ để đổi lấy tính mạng của huynh ấy nhưng huynh ức đã từng thừa nhận tình cảm của người chưa huynh ấy đã bao giờ thật sự xem người như trưởng bối chưa vương thị mặt trắng bệnh lẩm bẩm nói chuyện năm đó con rốt cuộc vẫn trách ta nhưng mà con lại không biết rằng cái mẫu thật sự không dễ làm chút nào nếu hắn có cái gì không tốt chẳng những nương sẽ bị người đời đâm chọc xỉa sói đến cả con cũng khó tránh khỏi bị mọi người chỉ trỏ con chỉ biết là làm người chỉ cần không thẹn với lòng lòng dạ trong sáng vô tư thì chẳng phải sợ bất kỳ ánh mắt soi mói nào của thế gian vả lại hắn dừng một chút cuối cùng vẫn không tài nào nhịn nổi nói và lại nếu nương biết cái mẫu khó làm vì sao năm đó còn đồng ý mối hôn nhân này con vương thị mặt mày tái mét không dám tin nhìn nhi tử vừa nói dứt lời đường tùng niên lập tức cảm thấy hối hận khi hắn nhìn thấy gương mặt thoát cái tái nhợt của mẫu thân trong lòng lại càng hối hận thêm phần nhất thời không biết nên nói thế nào để hòa hoãn bầu không khí này Lúc này ở gian ngoài Nguyễn Thị đang nghe bà tử tiến vào bẩm báo. Bích Văn, Thúy Văn mỗi người đều có việc vặt quấn thân, lúc này trong phòng ngủ chỉ có hai người Châu Ca và Hứa Quân Giao. Hứa Quân Giao vẫn đang tập đi với đôi chân ngắn tủn, bây giờ nàng đã có thể đi được mấy bước mà không cần người khác đỡ, cũng nói được nhiều hơn trước, cho dù chỉ là nói mấy từ đơn giản. Chỉ là, cho dù Nguyễn Thị cùng Bích Văn, Thúy Văn dỗ nàng thế nào, nàng cũng không chịu cất tiếng cha gọi nương, mỗi lần đều giả ngu nhìn bọn họ cười ngọt ngào, nàng cười ngọt đến nỗi trái tim của mọi người đều sắp tan chảy, sau đó không nhớ gì đến việc gọi cha gọi nương nữa. Cái làn lắc lư, cuối cùng do không chịu nổi lực va mà rơi xuống đất, đúng lúc rơi xuống bên chân của hứa quân dao đang siêu siêu vẹo vẹo bước về bên đấy, thậm chí còn có mấy sợi len vắt cả lên người nàng. Châu ca vẫn cầm con hổ vải của mình, trong miệng học theo tiếng con hổ kêu chơi hăng say đến nỗi không biết trời đất gì lát sau hắn cầm lấy đuôi con hổ dùng sức vung vung lấy vung để một tiếng bụp vang lên con hổ thoát khỏi tay hắn bay vào trong chiếc giỏ đựng len đặt trên bàn tròn của nguyễn thị hứa quân dao bị dọa giật mình ngã dập mông xuống đất nàng trợn mắt nhìn châu ca đang chạy đến đây nhặt con hổ vải bỗng nhiên có tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, hứa quân dao còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh đã nhìn thấy đôi mắt danh mãnh của châu ca chuyển động. Hắn ôm con hổ vài rồi chạy. Bình bịch bịch. Ra bên ngoài, vừa chạy vừa gọi, nương, muội muội vừa làm đổ cái làn đựng len của người rồi. Cái gì? Nàng trợn to đôi mắt, kinh ngạc nhìn sang. Sau đó, nàng vội vàng gỡ những sợi len trên người mình xuống nhưng nàng càng vội thì những sợi len đó càng khó gỡ hơn chẳng mấy chốc khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng lên vì nôn nóng khi nàng vô tình ngước mắt lên liền đụng phải ánh mắt không đồng tình của nguyễn thị không không phải ta không phải ta mà nguyễn thị vỗ chán, bước vội về phía trước giải cứu cho nữ nhi đang bị bọc thành kén tằm chỉ có điều khi nhìn thấy những sợi len vốn dĩ đã được cuộn gọn gàng trước đấy giờ đây lại dối thành một đống hoàn toàn không thể dùng được nữa. Nàng cố ý nghiêm mặt dạy dỗ nói. Bảo Nha không nghe lời thì không phải đứa trẻ ngoan, nhìn xem con làm hỏng hết cuộn len của ta rồi, lần sau không cho phép con nghịch thế này nữa. Hứa quân dao vừa tủi thân vừa tức giận, nhất là khi nàng nhìn thấy Châu Ca đang nấp sau lưng Nguyễn Thị lè lưỡi với mình, đã tức lại càng thêm tức. Không. Không phải con. Nàng kêu to nhưng hai chữ sau làm kiểu gì cũng không thể nói ra lời, nàng gấp đến nỗi kêu oa oa. Không, không. Không phải con, không phải con. Thấy nương nhi làm sai mà không biết hối cải, cho dù là tính tình tốt như Nguyễn Thị giờ phút này cũng cau mày lại, tiếp tục nhẫn nại dạy dỗ. Làm sai cũng không sao cả, chỉ cần con biết lỗi và sửa sai thì vẫn là đứa bé ngoan. Hứa quân dao tức giận vỗ lên ghế gỗ đôn trống, vừa vỗ vừa nói to, không, không, không. Không phải ta, không phải ta, không phải ta. Nguyễn Thị Châu mày lại, vỗ nhẹ lên mông nữ nhi nói, không được phép nói không. Mày mà kéo không đặt trong làn, nếu không con bị thương thì phải làm sao bây giờ? Vừa nghĩ đến khả năng này, Nguyễn Thị không khỏi nghĩ mà sợ. Mặc dù Nguyễn Thị đánh nhưng lại chả đau chút nào, Song Hứa, quân giao vẫn cảm thấy nàng đang bị vũ nhục một cách sâu sắc. Dù nàng cố gắng giải thích thế nào nhưng vẫn không thể nào nói ra được một câu hoàn chỉnh, nàng tức đến nỗi vỗ mạnh lên ghế đôn trống, không ngừng nói. "Không." Tức chết bản cung rồi, tức chết bản cung rồi, trên đời sao lại có một phu nhân ngu xuẩn như thế chứ? Chương 6: Qua cầu rút ván. Nhìn nhị tử cao mặt rời đi, Vương thị cảm thấy lòng mình đau đớn khôn nguôi. Nỗi khó xử của bà cùng với nỗi đau đớn trong lòng mấy ai có thể hiểu được. Bà là một kế thất, phía trước không chỉ có con trường của chính thất để lại, mà còn có cả một nhà mẹ đẻ của chính thất ở bên nhìn chằm chằm. Cựu mẫu của Trần Gia kia không phải cái đèn cạn dầu. Hễ bà có nửa phần đối xử sơ suất với đường Bách Tùng thì những lời khó nghe sẽ như nhát dao nhắm thẳng về phía tim bà đâm xuống. Sao bà có thể không thương nhi tử mà mình đã hoài thai 10 tháng, nếu như có thể, thậm chí bà còn nguyện ý hy sinh tính mạng mình để đổi lấy mạng hắn nhưng là không còn cách nào khác khi con riêng và con đẻ chỉ có thể bảo vệ một đứa ngoài chọn con riêng ra thì bà còn có sự lựa chọn khác sao bà cúi đầu âm thầm lau nước mắt trong nhà cũ đường phủ lý thị đứng ngồi không yên thỉnh thoáng đứng lên nhìn về phía cổng lớn cho đến khi nhìn thấy bóng dáng phu quân đường bách niên xuất hiện nàng ta vội vã ra đón đã gom đủ rồi chứ chỉ có bằng này thôi Đường Bách Niên trầm mặt đưa tờ ngân phiếu hơn 2.000 lượng bạc vừa mới lấy ở chỗ vương thị cho nàng ta. Từng này vẫn chưa đủ đâu. Lý thị đếm một lúc, cao mày nói, trước đó không phải chàng đã kiểm tra qua sổ sách rồi sao? Sao trong tay? Vương thị mới chỉ có một ít bằng này thôi. Đường Bách Niên nói với giọng căm hận. Nếu không phải do đường Tùng Niên xen vào giữa gây khó dễ, tiền sớm đã đến tay ta rồi. Sau đó, hắn kể rõ từ đầu đến đuôi chuyện xảy ra ở phòng vương thị cho nàng ta nghe. Lý thị nghe xong cười lạnh nói, ngày thường cữu mẫu thường nói đôi mẫu từ bọn họ không an phận thật lòng, thiếp còn bênh vực cho nàng ta vài câu. Xem ra bây giờ những gì mà cữu mẫu nói trước nay đều đúng cả. Chỉ sợ vương thị từ trước đến nay cũng chỉ làm bộ làm tỉnh, mẫu từ hai người một người sướng vai phản diện, một người sướng vai thân thiện, bọn họ còn liên kết với nhị phòng cùng nhau xỉ nhục chàng đường bách niên càng nghĩ càng thêm hận nắm chặt nắm đấm sớm muộn có một ngày sớm muộn có một ngày lý thị hít một hơi thật sâu nói đường tùng niên thật sự tính toán rõ ra sản trước mặt chàng sao không có chút dấu diếm giả dối sắc mặt đường bách niên lại càng khó coi hơn vài ngày trước ta đã tự mình đến các cửa tiệm điều tra qua một lần Mặc dù hắn không thể nhúng tay vào những sản nghiệp này, nhưng vẫn luôn luôn để ý tới nó, tránh việc bị người khác thừa cơ kiếm lời. Cho nên, nếu đúng đường tùng niên giờ trò trong tổng số phần, tuyệt nhiên không thể lừa được hắn. Tổng số phần không sai, số phần mà bọn họ được hưởng đều được quyết định lúc phụ thân còn sống. Xong, mấy năm nay không có ai đề cập tới, lại thêm hắn có lợi thế về thân phận của dòng trường nên mỗi tháng muốn phân cho hai phòng kia bao nhiêu thì phân, trước nay không có ai chất vấn. Vì thế, không phải hắn không muốn soi mói bới móc, mà là hắn hiểu rõ căn bản trả bới ra cái gì. Liệu những trường quầy kia và đôi mẫu tử kia có liên kết lại với nhau? Lý Thị vẫn chưa hết hy vọng. Mấy người kia đều là tảng đá trong nhà sĩ, vừa thối vừa cứng, đến cả đầu óc cũng sẽ không thay đổi, không nhận thức được tình thế, bọn họ chỉ một lòng tuân theo di mệnh của phụ thân thôi. Nhắc đến cái này, đường bách niên tức không để đâu cho hết. Cũng không biết phụ thân tìm thấy mấy tên mắt thì mù còn đầu óc thì không biết thay đổi này ở đâu, tính tình vừa đáng ghét vừa cứng nhắc. Bọn hắn chẳng nề mặt ai cả mà chỉ một mực tuân theo di mệnh của phụ thân làm việc. Lý Thị cũng nghĩ tới tính cách làm việc của mấy người kia, buồn bực đến nỗi xoắn chặt cả khăn tay một lúc sau mới nói, việc đến nước này, chúng ta cũng không thể không nghĩ thêm cách khác. May mà công trung vẫn còn giữ được một khoản tiền, còn có một vài đồ cổ có giá trị, chúng ta cứ lấy mấy thứ ấy đi cầm trước đã, đoán chừng cũng vừa đủ số tiền cần gom. Chuyện đến nước này cũng chỉ còn cách này thôi, đường bách niên kiềm chế cơn cay cú. Nhị phòng đường trương niên cũng kể hết chuyện diễn ra ngày hôm nay cho phu phân lâm thị nghe, cuối cùng cảm thán một tiếng nói, những năm nay đại ca ỷ vào thân phận mà không ít lần chiếm lợi cho riêng mình nếu không phải phụ thân sáng suốt trước lúc lâm trung phân chia minh bạch gia sản cho huynh đệ chúng ta lại sắp xếp đức thúc và mấy người đáng tin khác giúp đỡ thì chỉ sợ cả nhà đều rơi vào tay của đại phòng mất rồi ta lặng lẽ quan sát mấy năm nay tam đệ bình thường vẫn luôn một tiếng không nói giấu cho mẫu thân ruột thịt thiên vị bên đại phòng đệ ấy đều lặng lẽ chịu đựng vốn ta còn cho rằng cả đời này đệ ấy đều nhún nhường như thế, nên cũng chưa từng nghĩ đến thật ra trong lòng đệ ấy vẫn luôn hiểu rõ mọi việc. Suy cho cùng hắn cũng là huyện Thái Gia, không có vài phần thủ đoạn thì làm sao có thể lăn lộn trong chốn quan trường hỗn loạn được. Tam đệ đã tính toán mọi việc minh bạch như vậy, có phải đồng nghĩa với việc đã đến lúc có thể phân nhà rồi không? Việc mà Lâm Thị để ý chỉ có cái này. Chỉ khi phân nhà rồi, nàng mới có thể chân chính làm chủ của một gia đình. Đường Trương Niên lắc đầu, phụ thân năm đó nói qua chuyện này rồi, phải đợi đến sau khi mẫu thân được 100 tuổi. Nhưng mà lần này Tam Đệ đã quản lý rõ ràng đống sổ sách lộn xộn kia, cũng thông báo cho bên Đức Thúc rồi, sau này mỗi tháng sẽ đưa lợi nhuận cho chúng ta, khấu trừ vào lợi nhuận của công chung, lợi nhuận còn thừa lại sẽ chia đều cho các phòng. Sẽ không để cho đại phòng tiếp tục phân chia lung tung nữa Ngừng một chút Hắn lại dặn dò thê tử nếu nàng rảnh rỗi thì thường xuyên mang theo miễn ca đến nhà em dâu hỏi thăm còn đôi phu thê đại ca chúng ta không tin cậy được bọn họ ngược lại nói không chừng sau này chúng ta còn phải nhờ cậy nhà tam đệ giúp đỡ lâm thị cũng đồng ý gật đầu thiếp đều hiểu cả lại nói dù đường tùng niên đã đạt được mục đích nhưng trong lòng vẫn còn ấm ức cục tức này nuốt không xuống mà nôn cũng chẳng ra hắn từ thư phòng trở về phía sau nha môn nhìn thấy đèn lồng của chính viện đằng trước vẫn còn sáng hắn hít một hơi thật sâu cố đẻ nén cảm giác khó chịu trong lòng sau đó nhanh chân bước về phía trước vào trong phòng hắn nhìn thấy nữ nhi ngồi trên giường đang quay lưng về phía mọi người bích văn đưa tay muốn ôm nàng nhưng nàng cứ xoay xoay thân thể nhỏ bé tròn vo của mình không cho bích văn đụng vào mình mà Nguyễn Thị thì thông thả ngồi một bên sửa sang lại đống len rối loạn, thỉnh thoáng liếc nhìn tiểu nha đầu vẫn đang ngụp hặc. Châu Ca Nhi đâu? Hắn thuận miệng hỏi. Công tử ở trong phòng của lão phu nhân à? Bích Văn trả lời. Đường Tùng Niên ừ một tiếng, vất tay cho Bích Văn lui xuống, mặc cho hứa quân dao còn đang giấy rụa trực tiếp ôm thẳng con vào trong lòng, vừa cười vừa ấn nhẹ lên chóp mũi, bảo nha sao vậy? Hứa quân dao thấy dãy rủa cũng không thoát nên thôi. Nàng tức giận chừng mắt lên nhìn hắn, đôi mắt to đong đầy nước mắt như đang lên án. Lão già thối ngươi sao thế hả? Sao lại cưới về một phu nhân ngu xuẩn như thế? Cưới thì cưới rồi, sao không bớt chút thời gian dạy nàng thông minh lên một chút? Đường tùng niên chọc vào hai bên má của nàng, buồn cười nói, để phụ thân chọc vào má xem có bay hơi không nhé hứa quân giao không chốt khách khí đầy bàn tay đang làm việc ác của hắn ra nguyễn thị thấy thế lắc đầu nói ban ngày con bé ham chơi làm đổ cái làn của thiếp làm cuộn len bên trong rối tinh rối mù cả lên thiếp nói con hai câu lại đánh mấy phát thế mà con bé dỗi đến bây giờ mới bé tỷ tuổi đầu mà đã khó tính như thế cũng không biết giống ai hứa quân giao càng tức thêm nhìn nàng kêu lên không a à, học 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 chữ không vừa nói dứt lời nàng đã nhả ra mấy cái bong bóng nước dãi vẫn cứ không thể nói ra hai chữ mà mình thật sự muốn nói làm nàng vừa thẹn vừa bực lại vừa tủi thân chàng nhìn xem nhìn xem cứ như vậy này ta bảo con bé sau này không được nghịch ngợm nữa thế mà con bé cứ trả lời như này nguyễn thị giúp con lau nước bọt có chút bất đắc dĩ nói hứa quân dao sắp tức chết rồi ra sức vỗ vào cánh tay to buông thõng bên eo của đường tùng niên một bên vỗ một bên phẫn nộ kêu, không, không, không phải. Đường tùng niên nhìn tiểu nha đầu giận đến nỗi gương mặt nhỏ nhắn đều phình ra, đôi mắt đen trắng rõ ràng dường như sáng lên một ngọn lửa nhỏ tên là giận dữ. Hắn đột nhiên nghĩ đến, N không phải. Không phải bảo nha làm ấy hả? Tiếng hét trói tai của hứa quân dao lập tức dừng lại, tất cả những uất ức tủi thân trong lòng như tìm được chỗ để thổ lộ, vội vàng xoay người trong ngực hắn bàn tay nhỏ bé níu lấy tay áo của hắn nức nở nói không không phải không phải cuối cùng đường tùng niên đã hiểu rõ hắn véo khuôn mặt của tiểu nha đầu lại vò đầu con bé mỉm cười rồi mới nói phụ thân biết rồi không phải bảo nha làm đổ làn của nương là nương đổ oan cho bảo nha đúng 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 chính là như thế chuẩn không cần chỉnh luôn Hứa Quân Dao đen cuồng gật đầu, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, đây là lần đầu tiên trong đời nàng thấy lão già thối này thuận mắt đến vậy. Nhìn tiểu nha đầu đang chu cái miệng nhỏ ra, lúm đồng tiền hai bên má hiện ra như thể đang giễu võ dương oai, đôi mắt tròn trong veo nhìn chằm chằm mình, làm cho trái tim của Đường Tùng Niên mềm nhũn cả ra, hắn nóng lòng ôm tiểu nha đầu vào lòng để vuốt ve một bận. Nguyễn thị đương nhiên cũng nghe được cuộc nói chuyện của hai người nàng có chút do dự hỏi, thật sự do ta hiểu lầm sao? Xem ra thật sự là như vậy. Đường Tùng Niên ôm nữ nhi đến trước mặt Nguyên Thị, nhìn nữ nhi biểu môi quay mặt đi chỗ khác mà nhất quyết không chịu nhìn mẫu thân, hắn bật cười xoa đầu con bé. Nguyễn Thị yên lặng, tay không làm việc nữa, nàng nhìn nữ nhi vẫn đang mục hạc của mình, nhịn không được mà cười ra tiếng. Sau đó, nàng dịu dàng cầm lấy bàn tay của tiểu nha đầu, cong môi lên cười là mẫu thân sự oan cho bảo nha mẫu thân biết lỗi rồi con xem có được không hứa quân dao lén nhìn nàng một cái sau đó lại nhanh chóng quay mặt đi cả người trốn trong ngực đường tùng niên lẩm bẩm thôi vậy nể tấm chân tình của ngươi bản cung độ lượng không so đo với tiểu nhân ta không thèm so đo với ngươi nữa hiếm khi nữ nhi bảo bối chủ động dính lấy mình đường tùng niên vui mừng muốn xỉu yêu thương mà ôm con bé đến nỗi muốn nhún cả ra sau đó không kìm lòng nổi mà ra sức hôn lên gương mặt của tiểu nha đầu cơ thể hứa quân dao cứng đờ lông tơ dựng đứng cả lên nàng dùng tay gạt khuôn mặt tuấn tú trước mặt mình ra rồi cả người bổ nhào vào lòng nguyễn thị lão giả thối này chỉ giỏi được voi đòi tiên được đằng chân lân đằng đầu thật sự làm người ta buồn bực đường đại nhân bị nữ nhi ghét bỏ vừa cười vừa than nói con bé xấu xa, chỉ giỏi qua cầu rút ván. Hứa quân dao ôm cổ Nguyễn Thị, khuôn mặt kề sát vào gáy nàng, giả vờ không nghe thấy hắn nói gì. Hứa quân giao biết rõ lần này mình đã ăn phải quả thiệt to. Có mồm khó nói. Nàng thề rằng nhất định phải cố gắng học nói, về phần tên đầu sỏ vu oan giá họa cho mình, thuộc phi nương nương bày tỏ, bản cung đã ghi nhớ trong lòng cả rồi, sớm muộn ta sẽ rửa mối thù này nàng ngáp một cái, chép chép cái miệng nhỏ nhắn, vểnh cái mông nhỏ lên quay người đi. Nguyễn Thị đắp chân cho nàng, lại nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên lưng, sau đó mới nhẹ giọng hỏi Phu quân vẫn đang thất thần. Đại ca, nhị ca hôm nay đến phủ có chuyện gì vậy? Sao Thiếp thấy tâm trạng chàng có vẻ không tốt. Đường Tùng Niên cười miễn cưỡng nói, cái gì cũng không giấu được nàng. Qua một hồi lâu. Hắn kể dàn lược chuyện hôm nay cho nàng nghe, sau cùng có chút chua xót nói, năm đó, phê đế tiền triều buộc phải chiêu mộ những nam tử vừa tròn 18 tuổi vào quân đội để chống lại quân nổi dậy từ khắp nơi trên đất nước. Khi đó, nam tử thành niên trong phủ vừa tròn 18 tuổi chỉ có mình đại ca, nhưng mẫu thân cuối cùng lại đẩy một đứa bé 14 tuổi là ta ra. Khởi nghĩa quân khắp nơi khí thế hừng hực, quân đội triều đình cứ chiến lại bại đào binh ngày càng nhiều không đếm xuể, trong lòng ai cũng hiểu rõ, kể từ thời khắc bị triều đình gọi đi xung quân, 89 phần 10 là một đi không trở lại. 7. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.